Sáng 18 tháng 10, Ban tổ chức giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 vì hòa bình đã tổ chức lễ tổng kết và khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã tham gia và góp phần vào thành công của giải. Vòng chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 vì hòa bình đã được tổ chức ngày 6 tháng 10 vừa qua, thu hút sự tham gia của gần 1.200 vận động viên đến từ 29 quận, huyện, thị xã, 12 trường đại học cao đẳng trung học dạy nghề, 30 đại sứ quán và 24 tỉnh thành. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải chạy đã được tổ chức thành công tốt đẹp, chu đáo, an toàn, đảm bảo chuyên môn, thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp tham gia, uy tín của giải ngày càng được nâng lên. Bước sang năm thứ 40, một lần nữa giải tiếp tục khẳng định tính chất của một giải đỉnh cao trong hệ thống các giải phong trào của thủ đô nói riêng và toàn quốc nói chung. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng thẳng thắn nhận xét, trong quá trình tổ chức giải từ cơ sở đến thành phố, một số ít quận, huyện, thị xã tổ chức vòng chung kết quy mô còn nhỏ, lực lượng tham gia vào các nội dung chạy chưa phong phú, các lực lượng chạy còn thiếu, chủ yếu là học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy khen cho 29 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công 40 năm giải chạy Báo Hà Nội Mới vì hòa bình. Đồng thời, ban tổ chức đã tặng cờ, tiền thưởng cho 29 quận, huyện, thị xã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu thành phố giao và 174 đơn vị cơ sở tổ chức tốt giải chạy. Trao cờ, cúp đồng đội, toàn đoàn và cá nhân cho các đội, đoàn cá nhân có thành tích cao nhất tại vòng chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 vì hòa bình năm 2013. Thay mặt ban tổ chức, ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới đã cảm ơn các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ giải. Ông hy vọng sang năm, giải tiếp tục thu hút thêm nhiều vận động viên tham gia và giành được thành tích cao hơn nữa.